បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជួបជាមួយខ្ញុំអាតូនស៊ីងម្ដងទៀតជាមួយនឹង Game of Wusu Dynasty បាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំលើកយករឿងតាក់ទងជាមួយនឹងជាប់គុកបាទព្រោះមានប្រូម្នាក់គាត់ខមមិនសួរខ្ញុំថាបងថាចេញពីគុកគួរចេញមិនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំឥឡូវសំខាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលគុកសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំដើរវាយគេសិនអូខេមុនវាយខ្ញុំនេះសិនយើងឆាតសូរីគេសិនបន្ទាប់មកចាំយើងសារ៉េអូຕົកគៀលហ្វ្រេនຕົកតោះមកដាក់យើងហ្វាមីមកហើយចាត់កាត់នេះចុះចាំងហូអូខេចូលគុកបានសម្រាប់ជុំមុនយើងចូលគុកយើងកោកគេអស់ចិត្តអូដេកហើយទៅហើយហ្វុងសឹងទៅមុនយើងចូលគុកកោកគេអស់ចិត្តអូអត់ទៅបើកសថាយជីហ្វីដេដេដេដេអាយចាស់វ៉ាន់ទូគូចាបាទអូខេឥឡូវប្រូតាក់តងជាមួយយើងចង់ចេញពីគុកអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅជុកក្នុងគុកឲ្យមើលហើយអូខេអឺសម្រាប់អឺតាក់តងយើងចេញពីគុកហ្នឹងគឺគេគិតលើអ៊ីននេះ infamy យើងនេះហ្នឹងយើងលក្ខណៈយើងអឺដល់ពេលដែលយើងអង្គុយយូរទៅអាហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅដល់ឈប់ញុំមើលសិនអឺអូខេឥឡូវអត់មានទេលក្ខណៈយើងអង្គុយយូរទៅវាលក្ខណៈយើងនៅក្នុងហ្នឹងយូរទៅវាស្រអានេះអា infamy នេះដល់ពេលដែលសល់សូន្យទៅយើងអាចចេញពីគុកហ្នឹងបានហើយបងអញ្ចឹងទេយើងដើរវាយ player ក្នុងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្លាក់លឿនហើយតែបើថាយើងអង្គុយចាំអត់ធ្វើអីសោះវាយើងយូរអូខេឥឡូវខ្ញុំដើរវាយគេសិនមកប្រើមិញហ្នឹងអូខេដើរតេះគេទៅបាទដាច់មួយហើយរត់ទៀតយើងរត់ទៀតចាមានមួយជាប់នឹងគុកហ្នឹងអើយអំបិលអាប្រក់បន្តិចហ្នឹងរត់ហើយខាច់អើយអញដេញធ្លាក់ខ្លួនប្រូវាយមកនេះឃើញធ្លាក់ហើយតែមនុស្សតិចពេកឬតិចពេកអំបិលអត់មានណាគេចូលអត់មានណាគេដល់នឹងមួយយើងទេអត់សូវមានមនុស្សក្នុងនោះប
Pro nó to vô skill chạp nó lò giờ skill này lò chạp chộp tạm mang phleng mà đã rồi vậy chụp hồ mơ xe hả hồ mơ xe nào nào đây đi chạy mà tiền lời sao sẽ ác này nó bao lần đang đài tại mày đóng thầm đấy ăn nên mình đấy không sao đóng vậy à bắt tên nào bắt đấy nổ ngó vậy hay ơi ở bên kia vậy bal rồi sorry bro thử mày tê im được rồi sao mà sao đậm bờ bộ miên kia chơi sờ bài vay kia tao bây giờ màu đỏ lấy bờ bạt chân cho bạt sơn món này alo này sao phải ghi chân phật bạt đấy nè ai ăn miếng kia vậy spay rồi cho bạn spay ấy. Nè vai ấy dương ở đây đây em nè coi snap play này sớm coi clear stock sẵn làm đây ok spay ấy để nhà lắng ấy giờ mình ôi thơ đấy cúi start play nháy pe này ok không ai khát pe nhưng mơ tẹt to chỉ mua là tri biểu mưa lên đâu kho hết kho đi mấy ok mà thì khi làm mà quan chi và mơ hero isra lên là phải vừa làm buồn liền mà sai này
cọp sợi mong như thế hai men để xong khai mong lần chất bay sàn hạt tạ cọp fit lên gì tấu đây là skill đi nữa và còn khó này stir tích stir ấy mi đàn không làm xịp lẹ tương nơi stir lần bởi vậy dạ anh tất nâng tên à ô này hổ mà ngay là nó sao ai hổ cho ngon cho em bán cay mẹ ơi đột mà tông à rô mà ngay rô anh khơi bắt chân quá tập tập rô vô vãnh đi bro nó chạy nhẹ thiệt vào đây nè bắt tiết đấy chơi thầy bro nó chết mảng luôn đấy ôi lùi 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 chạm ốt chạm ốt thì mới chạy ốt 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 đã đánh bà ơi lấy mất đất này tân an tất tân an tất tân an tất ấp thở sao mà đi sao mà tiết em phàm đi cọp mùi tiết đi tính nó đứa mày định vậy mùi mứa đi rồi đi rồi đi rồi đi mà chơi nó vài tiền ta khả nọc bạn sao mà bạn khoan mà ăn tiết vô ăn tiết đấy đây là UP nè
sao mà bẹ nó vơi. Tên là tên dạ 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 sang cửa hè lên đi vậy ấy mình nè quay giờ đi cho vay rồi vay dương quay về ủa không bằng vay vay rồi vay không bằng vay tích vay. Bây giờ là chào bài học bà lý dột em phạm lý sao mà anh sao phải âm ấy. Ơi mau tại ai vậy nè, anh vô này anh bên kia ơi bro ơi. Thơ video đi hai về tận đây chạy về cục quay về đâu. Ở bên kia. Bên đàn tất năng mà nè ơi. Hot chất mà. Quay một ngày hot chất ngọt vậy. Bạn sẽ chỉ hay ngọt tiết. Sao mà buồn tiệt ơi chi vật ơi chi vật chi vật chi vật sai vết tần nè
bạn. Áp lăng buồn mơ mình cầm sợi sao mà thế này ơi pro ơi pro pro ơi pro đi cục ơi ok rồi dương đã lại dương chỗ đi cục ấy dương cô lên mà sao pi dễ chạy anh phát đấy chỉ vật ở chỉ vật chỉ vật sen tọng giả ơi cọt bạt sao vậy dạ tất hôm nay nó môi thơm mây à ôi giờ bù đã bài ok là những ai chơi bị cục ban ấy vừa là infamy lấy về lẹ đo sâu này cho những ai chơi bị cục ban dạng ấy rồi ok lập mấy cổng tránh cho trời nhái và ok tẹt toàn chơi môi nên ca chụp cục hay chơi bị cục với mà lấy video lên xong bị chụp phần đấy ở con sự nghiệp ca để request ở nhóm thuê bà chụp video coi bye bye.